Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Dương Vlog, kênh YouTube chính thức của Trung tâm Đào tạo Thú y và Thủy sản trực tuyến chất lượng cao của bác sĩ Dương. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi phân tích về cái cách sử dụng kháng sinh tinmycosin ở trong thú y như thế nào cho nó hợp lý, cũng như là chúng ta sẽ đi tìm hiểu về cái kháng sinh này nó làm được những gì và nó chống chỉ định như thế nào để các bạn có cái nhìn chi tiết nhất để chúng ta áp dụng trong quá trình của các bạn chăn nuôi nhé. Thì cái tinmycosin này các bạn, nó là một dạng kháng sinh thuộc cái phân nhóm malolic. À, chú ý nhé, cái nhóm malolic thì tôi đã có phân tích trong cái bài trước rồi á, các bạn xem lại bài đó giúp tôi. Và các cái kháng sinh ở trong cái nhóm này các bạn, chủ yếu là nó được điều chế từ cái nuôi cấy vi khuẩn các bạn. Thì với các dạng kháng sinh bán tổng hợp trong nhóm, chủ yếu là được bào chế từ cái malolic có nguồn gốc tự nhiên và thay đổi một số cái thành phần để tạo ra những cái hoạt chất mới thôi. Thì giống như là cái tylosin vậy các bạn, cái dạng tinmycosin này á, nó sẽ có cái tác dụng rất là tốt trên cái Pasteurella mutoxida cũng như là cái Pasteurella hemolytica. Nó có tác dụng rất là tốt nhé các bạn. Và nó cũng điều trị được các cái dạng nhiễm khuẩn mà gây cái tình trạng viêm phổi ở trên bò con á, thì cái dạng tinmycosin này điều trị rất là hiệu quả. Thông thường cái liều của nó là cỡ khoảng 10 mg trên 1 kg nhé các bạn. Và cái kháng sinh trong cái nhóm malolic này các bạn, thường thì cái phổ kháng khuẩn của nó là tương đối hẹp. Chủ yếu là nó tác động trên một số các cái dạng vi khuẩn gram dương cũng như là gram âm thôi. Và cái hoạt động chống lại một số các cái mycoplasma đó các bạn, thì cũng có thể được sử dụng nhé các bạn. Và thông thường cái tinmycosin này á, các bạn lưu ý giúp tôi là nó sẽ có thể chống lại được một số các cái dạng mẫn cảm, ví dụ như là cái mycoplasma synovia nè, hoặc là mycoplasma galicetticum nè, hoặc là một số các cái dạng như là ART trên gà đó các bạn, và cái dạng Orthobacterium á, nó sẽ chống được cái dạng đó. Cho nên á, là cái tinmycosin này khi các bạn sử dụng á, thì cụ thể nó sẽ điều trị được một số cái dạng bệnh lý sau đây. Ví dụ như là ở trên da cầm á, thì nó sẽ có thể phòng và trị được các cái dạng bệnh lý hô hấp, ví dụ như là cái dạng hen, tức là CRD á các bạn, hoặc là nó điều trị luôn cái dạng ghép giữa cái hen với E. coli á, nào các bạn hay gọi đó là cái dạng CCRD á. Thì các cái bài này tôi đã có phân tích cho các bạn về cái bệnh lý rồi, các bạn xem lại nhé. CRD, CCRD là phân tích hết rồi. Hoặc là những cái dạng viêm son ở trên da cầm, hay là viêm khớp, hoặc là cái dạng ART, hay là cái dạng viêm ruột hoại tử, thì cái tinmycosin để điều trị được hết. Còn đối với gia súc các bạn, thì nó sẽ phòng và trị một số các cái dạng nhiễm trùng đường hô hấp ở heo nè, ở những con bê nghé hay là dê cừu nè, ví dụ như là cái tình trạng bị xuyễn hay là cái tình trạng viêm phổi dính sườn, tức là cái dạng ABB đó, hoặc là cái tình trạng viêm teo mũi truyền nhiễm do, hoặc là do cái tình trạng bị bệnh lý tụ huyết trùng, hay là bị cái blase, hoặc là bị cái dạng lị, hay là các cái dạng nhiễm khuẩn kế phát do tai xanh chẳng hạn, hoặc là những cái dạng circovirus và các cái loại nhiễm khuẩn khác. Cái này là tùy theo chỉ định của bác sĩ thú y nha các bạn. Thì trong cái quá trình mà các bạn chăn nuôi á, thì bạn lưu ý là những cái bạn nào mà nuôi ngựa thì chúng ta không có sử dụng cái dạng tinmycosin này. Các bạn lưu ý nhé, bởi vì tinmycosin nó sẽ tác động lên các cái hệ thống, chủ yếu là hệ thống tim mạch. Cho nên tác dụng phụ nó rất là lớn trên hệ thống tim mạch. Cho nên là chúng ta không có sử dụng nó cho loài ngựa. Còn những cái bạn nào mà đang nuôi nó cho những cái nuôi những cái loài linh trưởng á, chúng ta cũng không nên sử dụng nó. Nhất là quá trình mà các bạn tiêm bắp á, thường nó sẽ gây cái tình trạng tử vong rất là cao ở trên những cái con vật này. Các bạn lưu ý nhé. Thì hiện tại các bạn, Trung tâm Đào tạo Thú y và Thủy sản trực tuyến chất lượng cao của bác sĩ Dương đang có các khóa đào tạo về siêu âm, X-quang, xương khớp, thuốc hợp thuốc, chuyên khoa mắt, chuyên khoa da liễu, xét nghiệm, chẩn đoán và trị các dạng bệnh lý trên chó, mèo, heo, gà, vịt, trâu, bò, dê, cừu, và các quy trình chăn nuôi như là phòng trị bệnh cho cá, tôm, lươn, cua, và thì các bạn nào muốn tập như là muốn tìm hiểu thêm thông tin khoa học á, thì bạn có thể liên hệ bác sĩ Dương theo số điện thoại là 0903 153 057. Các bạn có thể liên hệ với Zalo hoặc là gọi nhé các bạn. Thì các công ty như là các trang trại quảng cáo ảnh về thuốc, con giống, thiết bị dụng cụ chăn nuôi á, thì bạn cũng có thể liên hệ bác sĩ Dương nhé. Hiện tại thì trung tâm đang có những cái dịch vụ như là về chẩn đoán và điều trị bệnh các trang trại này các bạn, bảo hộ thuốc cho trang trại hay là
cung cấp các cái dạng thuốc thú y cho trang trại. Thì các cái trang trại như là người chăn nuôi, các bạn có cần các dịch vụ này thì có thể liên hệ trực tiếp với bác sĩ Dương theo số điện thoại là 0903 153 057. Các bạn hãy liên hệ qua Zalo hoặc là gọi nhé các bạn. Hoặc là các cái trại lớn mà đang gặp những sự cố, những dạng bệnh lý mà chúng ta không điều trị được, không xử lý được á, thì các bạn cũng nên liên hệ bác sĩ Dương. Bác sĩ Dương sẽ có những cái phác đồ cũng như là những cái dạng thuốc phối hợp để hỗ trợ cho các trang trại điều trị để đạt được cái hiệu quả cao nhất. Nên các bạn lưu ý vấn đề này nhé. Thì chúng ta cùng quay trở lại bài học các bạn. Thì về cái phần chống chỉ định của nó thêm là đối với những cái dạng con vật mà đang mang thai á, thì chúng ta không có được sử dụng. Và cái kháng sinh này như tôi nói á, nó gây độc ở tim và thậm chí nó gây độc ở thận và gan nữa. Cho nên là đối với con chó hay hoặc là cái loài chuột á, thì khi các bạn dùng á, chúng ta phải tính liều cho thật là chuẩn. Các bạn lưu ý nhé, tốt nhất chúng ta phải tính theo liều của nhà sản xuất, chứ các bạn không có được nâng liều nó lên, bởi vì nó sẽ gây độc. Và con bạc chúng ta rất là dễ chết khi các bạn sử dụng, chủ yếu là cái đường tim tĩnh mạch hoặc là tim bắp á, hai cái đường đó rất là nguy hiểm. Các bạn lưu ý giúp tôi nhé, còn cái đường uống á, thì thông thường nó sẽ có thể giải độc được rất là nhanh. Và một cái vấn đề nữa các bạn cần chú ý là đối với cái tim mycosin này các bạn, cái tính ổn định của nó đó là tương đối kém. Cho nên nó thường là các cái nhà sản xuất á, người ta sẽ điều chế cái tin mycosin này phối hợp với cái dạng muối phosphat. Ta hay dùng cái từ là tin mycosin phosphat. Các bạn lưu ý nhé, nó sẽ tăng được cái hoạt lực của tin mycosin lên và kéo dài thời gian sử dụng của nó. Cho nên bên ngoài thị trường các bạn kiếm cái tin mycosin đơn không có đâu. Thường á, là các cái dạng tin mycosin này kết hợp với tin mycosin phosphat. Cho nên các bạn phải đặc biệt lưu ý vấn đề này nhé. Và một trong những cái cũng rất là quan trọng nữa các bạn, cái tin mycosin này á, nó là cái dạng mà rất là dễ để mà sử dụng, thường sử dụng trong thú y. Thì cái tin mycosin này các bạn, nó khi các bạn dùng những cái đường tim á, ví dụ như là đường tim bắp nè, tim dưới da nè, hoặc là tim tĩnh mạch nè, thì nó sẽ rất là độc, nó độc hơn rất là nhiều so với tin mycosin các bạn dùng đường uống. Cho nên đó là lý do tại sao mà ở trong thú y khi mà da cầm nó bị bệnh á, thì bác sĩ thường chỉ định cái tin mycosin dạng bột uống là nhiều hơn. Còn đối với con vật thì ít khi mà người ta sử dụng cái tin mycosin này bằng dạng tim. Chúng ta có thể thay thế tin mycosin này bằng một trong những cái dạng khác của Marolix, nó sẽ tốt hơn. Và chú ý nhé, cho nên là trong cái phác đồ chúng ta ra, khi mà các bạn sử dụng cái kháng sinh mà thuộc nhóm Marolix rồi á, thì chúng ta không được, hoặc là ta hạn chế tối đa sử dụng cái tim mycosin đường tim. Bắt buộc phải tim thì chúng ta dùng cái kháng sinh khác cho nó an toàn. Các bạn lưu ý vấn đề này nhé, nó rất là quan trọng đó các bạn. Đây là cái phần bài học hôm nay mà tôi muốn hướng dẫn cho các bạn. Các bạn đừng quên đăng ký kênh Dương Vlog để chúng ta nhận thêm cái bài học khác cách nhanh nhất, cũng như các bạn chia sẻ bài học này đến với mọi người để mọi người được gia tăng thêm kiến thức. Và các bạn hãy bình luận bên dưới để giúp Dương Vlog ngày càng hoàn thiện hơn. Hiện tại thì trung tâm đào tạo thú y và thủy sản trực tuyến chất lượng cao của bác sĩ Dương đang có các khóa đào tạo về siêu âm, X-quang, xương khớp, thuốc và phối hợp thuốc, chuyên khoa mắt, chuyên khoa da liễu, xét nghiệm chẩn đoán và điều trị các dạng bệnh lý trên chó, mèo, heo, gà, vịt, trâu, bò, dê, cừu, vân. Các quy trình chăn nuôi như là phòng trị bệnh cho cá, tôm, lươn, cua, vân. Thì chương trình là chương trình chất lượng cao, một thầy hoặc là một cô sẽ kèm một viên trong giờ học, cho nên là chắc chắn sẽ hòa hợp giúp cho các bạn vững tay nghề và tự tin trong quá trình mà các bạn chăn nuôi cũng như là công tác về thú y và thủy sản sau này. Thì các bạn nào mong muốn học tập như là muốn tìm hiểu thêm thông tin khoa học thì bạn có thể liên hệ bác sĩ Dương theo số điện thoại là 0903 153 057. Các bạn có thể liên hệ qua Zalo hoặc gọi nhé bạn. Thì các công ty như là các trang trại quảng cáo về thuốc, con giống, thiết bị dụng cụ chăn nuôi á, thì bạn cũng có thể liên hệ bác sĩ Dương nhé. Thì xin cảm ơn các bạn theo dõi học này và hẹn gặp lại các bạn ở các bài học lần sau. Xin chào.